quái vật phá hoại trong thành phố là tà ma đồ những người đội mũ trùng đầu động vật là những hiệp sĩ mặt nạ tất cả mọi người đều mất trí nhớ vì sao chỉ có mình tôi là không có josuk amura là một vấn đề đã gây rắc rối trong nhiều thập kỷ hiện giờ xuất hiện chuyển cơ giải thưởng derby grand prix tìm hiểu lý do tại sao bạn không bị mất trí nhớ giải thưởng derby grand prix là gì đây là câu chuyện về một thiếu niên ngang hàng với A-sao ukyo hồ ly bất khả chiến bại gặp phải báo tử mạnh như hắn trên con đường tìm kiếm mẹ anh không ở một mình đối mặt với một trận chiến khó khăn có người cùng anh ta đối phó ps không phải xuyên qua nhân vật chính cực hồ thế giới người bản địa không nữ chủ từ then chốt trong tiểu thuyết kỵ sĩ mặt nạ cực hồ sông tử tinh không đạn cửa sổ kỵ sĩ mặt nạ cực hồ sông tử tinh txt toàn tập đao loa kỵ sĩ mặt nạ cực hồ sông Tử Tinh. Chương 1 Cùng trường sông Tử Tinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Cùng trường sông Tử Tinh Ánh mặt trời sáng sớm, xuyên thấu qua tầng mây nhàn nhạt, chiếu trên đường phố. Trên ngọn cây, mấy con chim sẽ đang chải lông vũ. Trên đường là người đi đường vội vã đến trường hoặc đi làm. Hết thảy đều có vẻ an tĩnh tường hòa như vậy a à, một tiếng hét đột ngột phá vỡ buổi sáng đẹp đẽ này mau nhìn mau nhìn là học trưởng phù thế Wow! phù thế học trưởng đẹp trai quá không chỉ đẹp trai thành tích còn tốt hơn nữa thể thao cũng rất giỏi sao lại có người đàn ông hoàng mỹ như vậy một đám nữ sinh đang đứng ở cổng trường mê trai nhìn phù thế anh thọ chậm rãi đi vào trường học phù thế anh thọ nghe được các nữ sinh nghị luận quay đầu đối các nữ sinh mỉm cười xem như chào hỏi là nhân vật phong vân của trường trung học cảnh tượng như vậy là hàng ngày của hắn đó là học trưởng thanh thôn a à, sáng sớm hôm nay tôi còn gặp được học trưởng thanh thôn khó có được sông tử tinh cùng nhau tiến vào cổng trường tôi muốn chết mau chụp ảnh mau chụp ảnh a à. Phu thế học trưởng quay đầu lại sông tử tinh nhìn nhau cảnh tượng này ta nhất định phải lưu làm giấy dán tường. tỷ muội, mau gửi cho ta. thứ tốt cùng nhau chia sẻ. phù thế anh thọ nghe được tiếng các nữ sinh liếu ríu thảo luận, quay đầu nhìn lại. một nam sinh có mái tóc màu nâu nhạt, trên khuôn mặt thanh tú là một đôi mắt màu hổ phách, trên người tản ra hơi thở lười biếng đang chậm rãi đi vào cổng trường. thanh thôn du giới. một người được gọi là sông tử tinh cùng với phù thế anh thọ vào trường khởi hai người mặc dù không ở cùng một lớp nhưng là trong sân trường khắp nơi là hai người truyền thuyết thành tích không phân cao thấp quanh năm tranh đoạt thứ hạng thứ nhất khối thể thao là ngang nhau và mỗi năm hai người đàn ông là đối thủ cạnh tranh cho vị trí đầu tiên trong cùng một môn thể thao tướng mạo không phân cao thấp đề tài về hai người ai mới là giáo thảo đến nay vẫn tranh luận không ngớt như cũ nếu như nói phù thế anh thọ đẹp trai là tự tin là phát sáng, là cường thế tiến công. Như vậy thanh thôn du giới đẹp trai, là ôn nhu, là lười biếng, là không tiếng động rơi vào tay giặc. Khóe miệng phù thế anh thọ hơi nhếch lên, nhìn về phía thanh thôn du giới. Hắn đối với thanh thôn du giới vẫn cảm thấy rất hứng thú. Một đối thủ có thể ngang hàng với hắn, thật sự rất khó gặp a. À. Thanh thôn du giới có chút bất đắc dĩ gãi gãi tóc, thở dài. Mặc kệ tới bao nhiêu lần, hắn vẫn không có biện pháp hưởng thụ loại tràn diện này. Anh thọ phù thế sao có thể hưởng thụ như vậy chứ? Tên này hiện tại nhìn chầm chầm ta, là muốn làm gì? Thanh thôn du giới ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn phù thế anh thọ. Các nữ sinh xung quanh, nhìn phù thế anh thọ, lại nhìn thanh thôn du giới. Nội tâm không ngừng hữu hóa. Sông tử tinh đang nhìn nhau kìa. A a a, thật kích động a, à, tôi nhất định phải chụp không giống với lúc thi đấu lần này nhìn nhau sao lại ấm áp như vậy các tỷ muội ta muốn suy nghĩ lung tung có thể đi đây là có thể dập đầu đi thanh thôn du giới thấy phù thế anh thọ vẫn không nói lời nào mà thời gian đi học cũng sắp đến vì thế cất bước đi về phía trước khi đi ngang qua bên cạnh phù thế anh thọ phù thế anh thọ xoay người cùng thanh thôn du giới đi về phía tòa nhà dạy học phía sau là một đám nữ sinh kích động không thôi cùng với các nam sinh mắt có vẻ không cam lòng. Nếu như trường học này có tên này làm tru bản, xếp hạng thứ nhất nhất định là phù thế anh thọ cùng thanh thôn du giới. Đinh Đông Đinh Đông Tiếng chuông tan học vang lên, mấy nữ sinh đi tới muốn mời thanh thôn du giới cùng nhau ăn cơm hộp. Thanh thôn du giới ôn nhu cười cười, cự tuyệt nói. Xin lỗi, hôm nay tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, lần sau đi mấy nữ sinh có chút mất mát nhưng cũng tập mãi thành thói quen rời đi thanh thôn du giới từ trong cặp sách lấy ra cơm hộp đứng dậy rời khỏi phòng học các bạn học trong phòng học đối với việc này đã sớm thấy nhưng không thể trách trong mắt bọn họ thanh thôn du giới là một người rất ôn nhu cũng rất dễ ở chung các bạn học đều vui vẻ cùng thanh thôn du giới chơi bất quá người ôn nhu ngay cả cự tuyệt người khác cũng là ôn nhu cự tuyệt làm cho người ta vui vẻ tiếp nhận không phải họ chưa từng ăn tối với Amura Yusuf. Chỉ là luôn cảm thấy rõ ràng người ở ngay trước mặt mình, lại cho người ta một loại cảm giác khoảng cách rất xa. Amura Yusuf tại trung học ba năm này có rất nhiều muốn cùng hắn kết giao bằng hữu người, nhưng là hắn đều không có đem bọn họ làm bằng hữu. Lý do rất đơn giản. Trên thế giới này, hắn không phải là một người bình thường. Làm thế nào một người không bình thường có thể kết bạn với một người bình thường? giả vờ là người bình thường tiếp tục sinh tồn trên thế giới này là tốt rồi. Yuuusu Amura nghĩ vậy. Ngay tại thanh thôn du giới ngồi ở sân thượng nhìn phương xa, từng ngụm từng ngụm ăn liền lúc đó. Một đạo thanh âm hơi trêu chọc truyền đến. Quả nhiên, ngươi lại ở chỗ này à? Thanh thôn du giới không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang nói chuyện. Ngươi có chuyện gì sao? Nghe được lời của Amura suốt phù thế anh thọ cười cười ta đây không phải đến xem đối thủ cạnh tranh của ta sao phù thế anh thọ đi tới bên cạnh thanh thôn du giới lấy bánh mì mua được từ quầy bán đồ vặt căng tin ra hình như em rất thích đứng trên sân thượng nhìn về phía xa thanh thôn du giới vẫn chậm rãi ăn cơm hộp trong tay cũng không quay đầu nhìn phù thế anh thọ anh cũng vậy hai người bắt đầu giao tiếp từ khi nào Hình như là bởi vì lần lượt gặp nhau trên sân thượng, lại giống như là bởi vì lần lượt cạnh tranh để cho bọn họ quen biết. Bản thân Amura suốt cũng không nhớ rõ. Hai người không tiếp tục nói chuyện, chỉ yên tĩnh ăn cơm trưa. Buổi chiều, sau khi tan học, các bạn học đều đi tới câu lạc bộ của mình tham gia hoạt động. Thanh thôn Du giới chậm rãi đi ra cổng trường. Thân là một thành viên của bộ phận về nhà, cần tham gia hoạt động chính là về nhà sớm một chút chỉ là không biết vì sao hôm nay ngay cả phù thế anh thọ cũng không có đi tham gia hoạt động thanh thôn du giới nhìn về phía trước có chút tò mò hỏi vì sao hôm nay cậu không tham gia hoạt động của câu lạc bộ phù thế anh thọ cười cười nhẹ giọng nói đối với ta mà nói những hoạt động kia có thể tham gia cũng không tham gia đi chưa được bao xa đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ quét qua thanh thôn du giới sắc mặt thay đổi bước chân nhanh hơn a à, từng tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trên đường phố bắt đầu xuất hiện một loại tà ma đồ trên đầu đội ma thuật mũ phía sau khoác áo choàng trong tay nắm vũ khí giống như ma thuật bổng công kích người qua đường phía trước cũng có bạn học bộ phận về nhà nhìn thấy tà ma đồ vội vàng xoay người chạy trốn lúc đi ngang qua phù thế anh thọ một vị bạn học nữ còn không quên nhắc nhở một câu anh thọ chạy mau a à bạn học nam bên cạnh cũng mở miệng nói chạy mau a à? nói xong hai người vội vàng rời khỏi hiện trường phù thế anh thọ bình tĩnh nhìn tà ma đồ đang tới không để ở trong lòng ngược lại quay đầu tìm thanh thôn du giới chỉ thấy thanh thôn du giới lựa chọn phương hướng hoàn toàn bất đồng không phải chạy trốn cũng không phải chiến đấu mà là hết nhìn đông tới nhìn tây giống như đang tìm cái gì đó Phù Thế Anh Thọ nhìn du giới thanh thôn thuần thục tránh đi bóng dáng tà ma đồ, không khỏi có chút tò mò. Người này sao lại thuần thục như vậy a, à, chẳng lẽ? Tà ma đồ vung gậy trong tay, đập về phía Phù Thế Anh Thọ, các đức suy nghĩ của Phù Thế Anh Thọ. Phù Thế Anh Thọ thân thể một bên, tránh được công kích, lấy trên tay cặp sách đập lui một cái tà ma đồ. Một cái roi cước, đã ngã một tà ma đồ khác. Thân thể đánh quái. Khủng bố như vậy, thanh thôn du giới đang cùng một con tà ma độ tần vương vòng quanh trụ, thờ ở đánh giá chung quanh. Để tôi tìm xem có chỗ nào an toàn không? Tà ma độ thấy du giới thôn thanh hoàn toàn không để mình vào mắt, trong cơn giận dữ, tức giận chửi ầm lên. Dây. Dì à. Dây. Ngôn ngữ tà ma đồ. Nhìn thẳng vào tôi. Cặn bã. Thanh thôn du giới hiển nhiên nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, chỉ biết là tà ma đồ kêu to lên cậu rất ồn ào cậu không đi tìm tên kia sao hắn đánh bạn cậu rồi dây ngôn ngữ tà ma đồ đánh ngươi vũ khí trong tay tà ma vung lên quét về phía thanh thôn du giới thanh thôn du giới thân thể ngồi sổng xuống tránh được công kích đồng thời một cái quét đường chân đã ngã tà ma đồ đứng lên đi nhanh hai bước đoạt lấy vũ khí trong tay tà ma đồ cái này để lại cho ta phòng thân. nói xong, thanh thôn du giới cũng không quay đầu lại mà chạy, chỉ để lại một con tà ma đồ bởi vì mất đi vũ khí mà ở tại chỗ yên lặng rơi lệ. rất nhanh, một tiếng chuông vang lên, thế giới bắt đầu tái tạo. thanh thôn du giới vẻ mặt bình thản nhìn hết thảy, lại bắt đầu a. À. ngày hôm sau, ô súc amura đi học như thường lệ. một nữ nhân mặc quần áo hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ngăn cản đường đi của hắn. Mang đến cho ngài một tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, ngài chính là một kỵ sĩ mặt nạ. Nữ nhân mỉm cười nói với thanh thôn du giới. Hết chương này. Chương 2 Chúc mừng ngài trở thành Kamen Rider. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Chúc mừng ngài trở thành mặt giả kỵ sĩ. Mang đến cho ngài một tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, ngài chính là một kỳ sĩ mặt nạ. Nữ nhân mỉm cười nói với thanh thôn du giới. Nói xong, đưa cho thanh thôn du giới một cái hộp nữa mở ra. Thanh thôn du giới cúi đầu nhìn cái hộp trong tay nữ nhân, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lễ phép hỏi. Xin chào, xin hỏi ngài là ai? Đây là vật gì? Nữ nhân chỉ là khẽ mỉm cười, không nói gì, đem cái hộp khép lại, cứng trắng nhét vào thanh thôn du giới trong tay, sau đó xoay người rời đi. Ô súc Amura bị hành động này của người phụ nữ thu hút sự chú ý, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chiếc hộp trong tay. Lúc ngẩng đầu lên, đã không còn bóng dáng người phụ nữ kia. Thật là một nữ nhân kỳ quái, đây là cái gì a? À? Vô súc Amura mở chiếc hộp ra và tò mò nhìn nó. Trong hộp có hai thứ. Một thứ hình tròn, có in hoa văn một cái gì đó dường như được sử dụng để đặt một cái gì đó tròn. Amura du cầm lấy thứ hình tròn, nhìn kỹ. Đây là mèo. Toàn bộ đồ vật hình tròn là màu tím sậm, mặt trên in hoa văn màu đen, thoạt nhìn giống như động vật họ mèo. Cho nên nói, đây là vật gì a? À, sách hướng dẫn cũng không có sao. Người không giải thích được, thứ không giải thích được. Thanh thôn du giới nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng bỏ đồ vào trong cặp sách xong rồi xong rồi, đi học muộn mất. Đi tới trường học, Thanh Thôn Du giới liếc mắt nhìn các bạn học bình thường đi học xung quanh. Quả nhiên, chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại một lần nữa bị xóa khỏi trí nhớ. Thanh Thôn Du giới một mình một người, an tĩnh chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học, cùng hết thảy náo nhiệt xung quanh, có vẻ không hợp nhau như thế. Buổi trưa, Thanh Thôn Du giới lại tới sân thượng ăn cơm trưa. Phù thế anh thọ tự tin bước lên, hứng thú nhìn thanh thôn du giới thanh thôn du giới liếc mắt nhìn phù thế anh thọ một cái ngươi còn tiếp tục nhìn như vậy ta sẽ hoài nghi xu hướng của ngươi có vấn đề phù thế anh thọ cười cười nhẹ giọng nói tôi rất tò mò về người luôn ngang hàng với tôi anh thật tự kỷ cảm thấy ngoài anh ra không ai có thể sánh bằng anh thanh thôn du giới buông đũa ánh mắt lạnh lùng nhìn phù thế anh thọ trong giọng nói mơ hồ lộ ra ngạo khí đừng so sánh ta với các ngươi nụ cười trên mặt phù thế anh thọ càng sâu a à, xem ra chúng ta đều không phải người bình thường a à? lần sau đến thanh thôn du giới tò mò đôi mắt màu hổ phách nổi lên một tia gần sóng để lộ ra thần sắc tìm tòi nghiên cứu phù thế anh thọ không nói tiếp bắt đầu ăn cơm hộp trong tay thanh thôn du giới quay đầu lại không lên tiếng hỏi mình không phải người bình thường điểm này thành thùng dù giới đã sớm biết nhưng mà những lời này của phụ thế anh thọ là có ý gì hắn cũng không phải người bình thường sao về phần mình không phải người bình thường chuyện này liền muốn từ nhỏ nói lên khi còn nhỏ amura du xuất từng tận mắt nhìn thấy quái vật còn nhìn thấy bức tường không khí nữa trong suốt màu đỏ những con quái vật này giết rất nhiều người còn trắng trận phá hư thành phố sau đó sẽ có những người đội mũ trùm đầu động vật xuất hiện và chiến đấu với quái vật. Cuối cùng theo một tiếng chuông vang lên, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Tất cả mọi người đều không có ký ức về quái vật hoặc thành phố bị phá hủy. Những người mang mũ trùm đầu động vật cũng không xuất hiện nữa. Amura Yusuf nói với người nhà chuyện này, cũng chỉ bị coi là một cơn ác mộng của trẻ con. Lần đầu tiên, Thanh Thôn Du giới thiệu tin tưởng, tin tưởng là một giấc mộng chân thật của mình. Thế nhưng, sau đó loại chuyện này xảy ra một lần lại một lần. Thậm chí có ở trước mặt mình bị quái vật giết chết hàng xóm, biến thành bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ mà ngoại ý muốn qua đời. Thanh thôn du giới lần lượt cùng người nhà nói chuyện này, một lần làm cho người nhà cho rằng đứa nhỏ xuất hiện bệnh tâm thần, vì thế liền đưa đi bệnh viện. Ở bệnh viện đợi mấy tháng, những quái vật kia vẫn sẽ xuất hiện, thành phố vẫn bị phá hư. Sau đó, tiếng chuông vang lên và mọi thứ trở lại như cũ thanh thôn du giới cũng hiểu được chính mình không có điên chính mình nhìn thấy hết thảy đều là sự thật chính mình nhìn thấy là chân tướng của thế giới này nhưng không ai tin những gì anh ta nói vì rời khỏi bệnh viện trải qua cuộc sống của người bình thường thanh thôn du giới làm bộ cũng mất đi đoạn ký ức này biểu hiện giống như người bình thường thành công lừa gạt bệnh viện cho phép xuất viện hồi ức kết thúc thanh thôn du giới nhìn phù thế anh thọ bên cạnh. Bạn có nhớ được sự thật về thế giới này như tôi không? Đinh. Đông. Đinh. Đông. Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh lục tục đi tới câu lạc bộ của mình tham gia hoạt động. Đương nhiên, còn có các bạn học ở bộ phận về nhà đang rời khỏi trường học, đi về nhà. Thân là một thành viên của bộ phận về nhà, thanh thôn du giới lúc này cũng không có về nhà, mà là đứng ở trên sân thượng ngẩn người. Bởi vì con nhện cơ giới đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Không biết nó trốn trong cặp sách của anh lúc nào. Vừa mới tan học, mình lại càng hoảng sợ. Hiện tại, con nhện cơ giới này mắt vẫn lóe ra quan mang, muốn nhảy lên trên tay mình. Do dự liên tục, thanh thôn du giới vẫn cầm lấy con nhện máy. Chỉ thấy con nhện biến hóa một chút hình thái, trở thành một bộ điện thoại di động. Một phần lệnh triệu tập trong điện thoại di động, đang không ngừng bắn tới. Amura Du Tiên Sinh, mời ngài đến đại sảnh dục vọng tập hợp. Thanh thôn du giới cao mày, đọc ra nội dung trên lệnh triệu tập. Có ý gì? Tin nhắn rác rưởi sao? Hay là nói, có liên quan đến người phụ nữ buổi sáng kia? Thanh thôn du giới từ trong cặp sách lấy ra hai thứ kia, dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, lắp ráp hai thứ. Entry, đăng nhập, sau đó thì sao đang lúc thanh thôn du giới lẩm bẩm thì một luồng số liệu điện tử hiện lên chờ thanh thôn du giới khôi phục tầm mắt thì đã đi tới một nơi xa lạ xung quanh đều là người hoặc lớn tiếng hoặc nhỏ giọng thảo luận trong đám người phù thế anh thọ khoác cặp sách lên vai rõ ràng bắt mắt nhìn thấy amura du phù thế anh thọ cười chào hỏi ờ ngươi cũng tới thanh thôn du giới đi tới lên tiếng dò hỏi sao anh lại ở đây? Đây là tình huống gì vậy? À, ai biết được. Phu thế anh thọ vẫn là nụ cười tự tin như cũ. Buổi sáng người phụ nữ mặc quần áo hai màu đen trắng kia đột nhiên xuất hiện, đứng ở trên một cái bàn, lớn tiếng nói. Xin chào tất cả mọi người ở đây. Tôi là hướng dẫn viên trò chơi, tên tôi là Tzli, chào mừng đến với Grand Prix of the sea. Hiện tại thế giới của chúng ta chính là bởi vì tà ma đồ mà lâm vào nguy cơ bên trong bọn họ từ đâu mà đến, lại có mục đích gì, hiện tại cũng không biết được từ trong tay tà ma đồ bảo vệ hòa bình của tòa thành thị này. Đây chính là giải thưởng lớn dục vọng. Theo tỳ mẫu lị giới thiệu xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói gì. Di đang lại bắt đầu tự nói. Thanh thôn du giới nhìn nhìn phù thế anh thọ bên cạnh. Hai người các ngươi thật giống nhau, cùng một nỗi sợ xã hội. Khủng bố xã hội anh xác định không nói sai. Phù thế anh thọ nghi hoặc nói. Không sai, phần tử khủng bố xã giao. Thanh thôn du giới nhìn về phía tỳ mổ lị, nhẹ giọng giải thích. Cho nên những quái vật kia chính là tà ma đồ. Những người đội mũ trùng đầu động vật là những hiệp sĩ mặt nạ. Hiệp sĩ mặt nạ thắng trò chơi, có thể khởi động lại thế giới. Và tạo ra thế giới lý tưởng của riêng mình. Tất cả mọi người sẽ mất trí nhớ, cũng là bởi vì người của tổ chức này vậy tại sao tôi không bị mất trí nhớ đầu óc thanh thôn du giới chuyển động với tốc độ cao trên sân khấu tìm mỗi lị đã đem dục vọng giải thưởng lớn giải thích rõ ràng như vậy các vị liền đem nguyện vọng của các ngươi viết lên trên tấm thiệp dục vọng trong tay các ngươi đi vừa dứt lời thanh thôn du giới cúi đầu nhìn một cây bút cùng một tấm thẻ đột nhiên xuất hiện trong tay ước gì đi từ nhỏ đến lớn lâu như vậy mới đạt được một lần tham gia trò chơi cơ hội. Tôi muốn có cơ hội tham gia mọi trò chơi. Tôi sẽ tìm hiểu tại sao tôi không mất trí nhớ. Cùng với giải thưởng lớn dục vọng đến tột cùng là cái gì? Sách mới khởi hành, hoan nghênh các vị độc giả cho ta đề nghị. Đổi mới lời nói, cố gắng làm đến canh 2 đi, bởi vì không có tồn bản thảo, mỗi ngày hiện mã, cho nên chỉ có thể nói hết sức canh 2. Hết chương này. Chương 3 vòng thứ nhất trò chơi thảo phạt sơn tặc bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 3 vòng thứ nhất trò chơi thảo phạt sơn tặc tìm mỗi lị thu tắm thiệp nguyện vọng của mọi người lại một lần nữa đứng trên bàn vòng thứ nhất của giải đấu dục vọng thảo phạt sơn tặc bây giờ bắt đầu tà ma đồ chiếm lĩnh thành thị một số địa phương thỉnh đánh bại tà ma đồ đoạt lại thành thị lãnh thổ một luồng dữ liệu điện tử lóe lên, Osuk Amura và Aiso Fukuoka được truyền đến đường phố và giọng nói của Tsuli tiếp tục vang lên bên tai. Chúng tôi sẽ đưa đạo cụ cho mỗi tuyển thủ, mời các tuyển thủ kiểm tra và nhận. Hai chiếc hộp xuất hiện dưới chân Osuk Amura và Aiso Fukuoka. Osuk Amura cúi xuống, nhặt chiếc hộp lên. Bên trong đặt một cái khuy màu đen có hoa văn màu tím đậm. Phía trên có một cái liềm trong hộp của phù thế anh thọ là một cái khóa màu trắng cộng thêm màu đỏ, trên khóa có một cái bánh xe xoay. Thời gian của trò chơi là một giờ, đội nào sau một giờ không thắng được sơn tặc tạ ma đồ, chiếm lại lãnh thổ thành phố, sẽ bị loại. Thanh thôn du giới cùng phù thế anh thọ liếc nhau, cùng nhau chạy về phía mục tiêu. Trước một tòa cao ốc, đứng một đám tà ma đồ ăn mặc sơn tặc. Hai người lấy ra dây đeo vừa mới lấy được, cắm vào trong ổ đĩa. set ít hai, đặt vào x2, tay phải thanh thôn du giới thuận thế đặt đến vị trí nửa khuôn mặt bên trái, che khuất nửa khuôn mặt. Phù thế anh thọ bày ra động tác biến thân, búng ngón tay. Henshin, x2, biến thân x2, Specter, bóng ma, lời bài hát. Magnum, Magnum, Ready Fight, sẵn sàng chiến đấu, một bộ thiết giáp màu tím sậm lấy màu đen làm chủ đạo, có màu sắc thần bí khoác lên người thanh thôn du giới. Một thanh liêm đao màu đen xoay tròn, xuất hiện trong tay thanh thôn du giới hiện ra vần sáng màu tím sậm u linh liêm nhận thanh thôn du giới cùng phù thế anh thọ đồng thời đánh giá bộ dáng của mình và đối phương mở miệng nói ngươi là hồ ly a ngươi là báo tử a sơn tặc tà Tạ ma đồ cắt đứt đối thoại của hai người vung vũ khí vọt lên thanh thôn du giới xoay lưỡi hái trong tay nên đón một tên sơn tặc tà Tạ ma đồ khi đại đao của sơn tặc tà ma đồ chém vào chui liêm đao của thanh thôn du giới. Thanh thôn du giới phát lực, đẩy tà ma đồ ra, liêm đao liên tục vung ra hai lần. Đánh ngã sơn tặc tà ma đồ. Những sơn tặc tà ma đồ còn lại vây quanh. Thanh thôn du giới đặt lưỡi hái bên hông, chuyển động, quét sạch sơn tặc tà ma đồ đang vây quanh. Phù thế anh thọ dơ súng lục, vọt tới trước mặt sơn tặc tà ma đồ dùng súng lục ngăn cản trường thương của một tên sơn tặc tà tạ ma đồ, xoay người nổ súng bắn một tên sơn tặc tà tạ ma đồ bên cạnh. Phía sau một con sơn tặc tà tạ ma đồ nhạo tới, vùng đao chém về phía phù thế anh thọ. Phù thế anh thọ nghiêng đầu nghiêng người, tránh được tập kích. Một cú đá xoay vòng, đá ngã sơn tặc tà tạ ma đồ. Thanh thôn du giới một lưỡi liềm bổ bay một con sơn tặc tà tạ ma đồ, ấn lên lưỡi hái nhỏ. Spectre sai, nhạc chuông trên lưỡi hái toát ra năng lượng màu tím sậm, theo một kích của thanh thôn du giới vung ra. Năng lượng trảm kích đem sơn tạc tà tạ ma đồ dọc đường chém nổ tung. Thanh thôn du giới quay đầu nhìn về phía phù thế anh thọ. Chỉ thấy phù thế anh thọ sử dụng thương đấu thuật, nhân thương hợp nhất. Một bên xạ kích, một bên thể thuật, đánh bại tất cả sơn tặc tà tạ ma đồ. Thanh thôn du giới khiên liềm, đi tới. Như vậy liền hoàn thành trò chơi đi. À. Hẳn là vậy. Phù thế anh thọ nhìn điện thoại di động của con nhện, quay đầu nói với thanh thôn du giới. Mission clear, nhiệm vụ hoàn thành, âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ khoan thai đến chậm, đồng thời một người đàn ông xuất hiện phía sau bọn họ thanh thôn du giới. Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, mời theo ta đi bên này. Xin lỗi, xin hỏi anh là ai? Amura du không giải trừ biến thân, mà cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Tên tôi là Kiroli và tôi là nhân viên của Dercy Grand Prix. Kili mỉm cười lịch sự. Bởi vì tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi quá nhanh, ta dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi. Thanh thôn du giới nhìn về phía phù thế anh thọ, chỉ thấy phù thế anh thọ đã giải trừ biến thân, hướng chính mình gật gật đầu. Thanh thôn du giới rút dây đeo u linh ra, giải trừ biến thân. Hai người đi theo Kili đến phòng nghỉ. Trong một phòng nghỉ lớn như vậy, chỉ có hai người thanh thôn du giới và phù thế anh thọ. ly ở quầy ba chế biến đồ uống cùng đồ ngọt, bưng cho hai người xong, liền rời khỏi phòng nghỉ. Thanh thôn du giới nhìn về phía phù thế anh thọ. Hình như anh rất quen thuộc với tất cả những thứ này. Dù sao ta cũng là nhân vật phong vân, ở đâu cũng được hoan nghênh. Khóe miệng phù thế anh thọ khẽ nhếch lên, vừa cười vừa nói. Thật sự như thế sao? Đôi mắt màu hổ phách của thanh thôn du giới dừng lại ở phù thế anh thọ. Vậy ngươi lại giấu giếm cái gì đây? Phù thế anh thọ không hề tỏ vẻ yếu ớt đối diện với hai mắt du giới thôn thanh. Hai người dằn co trong chốc lát, dời tầm mắt đi. Không ai nói gì nữa, bầu không khí yên tĩnh mang theo một tia quỷ dị. Cho đến khi Kiroli đến để thông báo cho họ rằng trò chơi đã xảy ra một sự cố và đưa họ đến sảnh dục vọng. Đi vào Dersihon. Slee đứng ngay chính giữa, trên đầu là một hình chiếu ảo hiển thị hình ảnh của tất cả các thí sinh. Có bốn người đàn ông và hai người phụ nữ đang đứng trong sảnh dục vọng. Tìm mỗi lị gặp người đều đến đông đủ. Ông máy tính bảng nhẹ giọng nói: "Đây là kết thúc của vòng đầu tiên của Desert Grand Prix. Hình chiếu ảo trên đỉnh đầu lập tức ảm đạm xuống rất nhiều đồ án, chỉ còn lại có tám đồ án. Chúc mừng tám vị hoàn thành trò chơi vất vả cho các vị rồi." thanh thôn du giới nhìn mấy đồ án còn sáng trên hình chiếu ảo. Cú, sư tử, hưu cao cổ, tê giác, chó, chim. Làm như sở thú ấy. Tỳ mỗ lì không để ý tới thanh thôn du giới, ngữ khí biến đổi, có chút nghiêm túc nói. Nhưng bởi vì một bộ phận sơn tạc tà tạ ma đồ chiến thắng kỵ sĩ mặt nạ, bộ phận tà ma đồ này vẫn chiếm cứ lãnh thổ thành thị. Hơn nữa đề cử ra thủ lĩnh sơn tặc tà tạ ma đồ, các vị kỳ sĩ mặt nạ mời đánh bại thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Ma Đồ, đoạt lại lãnh thổ thành thị. Tỳ mỗ lị vung tay lên, màn hình giả định trên đỉnh đầu hiện ra hình ảnh thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Ma Đồ. Chỉ thấy trong một đám Sơn Tạc Tà Ma Đồ, có một tay cầm đại đao, hình thể lớn một vòng Tà Ma Đồ đứng ở phía sau. Người sống sót coi như thông qua hiệp thứ nhất. Sống. Sống sót. Một nam sinh yếu ớt mở miệng nói chính hợp ý ta đánh cược tính mạng chiến đấu một nam nhân khác để lại đầu đinh nhìn qua cũng không dễ chọc bừa bãi nói tìm mỗi lị nhẹ giọng giải thích đây là một trò chơi sinh tồn liên quan đến tính mạng các vị mời các vị tuyển thủ cố gắng lên tại sao lại như vậy tại sao không nói sớm ta sẽ không chết đi nam sinh nhìn qua có chút nhu nhược lẩm bẩm cô mỉm cười và tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu như vậy các vị tuyển thủ nhiệm vụ hiện tại bắt đầu entry đăng nhập điện tử số liệu lưu bao vây mọi người đem mọi người truyền tống đến trên đường phố lõi id trên ổ đĩa sáng lên mọi người bắt đầu biến thân khuyển hoàng cuồng sư linh tước cực hồ minh báo lộc tạp giác tê cô cát tìm mỗi lị lần lượt thông báo tên kỵ sĩ của tất cả tuyển thủ khác với dùng đai khấu biến thân lần này chỉ có hình thái tố thể bởi vậy thanh thôn du giới chú ý tới chỗ bất đồng. Ukyo Jin sao đeo một chiếc khăn lụa quanh cổ, trong khi cổ của mình có một chiếc vòng cổ cố định. Mấy người khác biến thân liền không có thêm đồ trang sức. Thanh thôn du giới không khỏi suy đoán vật phẩm trang sức này có chỗ đặc thù hay không, hoặc là chỉ là một vật trang trí bình thường. Thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Ma Đồ xuất lĩnh một đám tiểu đệ đi tới. Dây Di Amato, ngôn ngữ của quỷ sứ. Những người nhỏ bé, lên cho tôi. Đến đây đi, xem ta đánh nổ các ngươi. Cùng sư lấy bao tay ra, cắm vào trong ổ đĩa. Xe, đặt, Ahmed Nukun, vũ khí, Red Defy, sẵn sàng chiến đấu, thanh thôn du giới nhìn cùng sư đã xông lên, hồi tưởng lại cái tên vừa mới nhìn thấy trên hình chiếu ảo. Chuyến bay giả ngoại. Đúng là rất hoang dã a, à, một người cứ như vậy trực tiếp xông lên. Thanh thôn du giới lại nhìn mấy người khác. Linh tước, ngũ linh đại trí lộc tạp cùng lương tử đa điền giác tê các sơn đại thành cô bồ câu hoa sen tinh inumaru yamanomo phù thế anh thọ cầm đai lưng mã cách nam nói với thanh thôn du giới so xem ai đánh thắng thủ lĩnh sơn tặc trước thanh thôn du giới thu hồi ánh mắt đánh giá lấy ra u linh thắt khấu nhìn phù thế anh thọ vậy so sánh xem hai người đồng thời cắm vào thắt lưng, mặc thiết giáp, chạy về phía tà ma đồ. Hết chương này. Chương 4 Vòng thứ nhất trò chơi kết thúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Vòng thứ nhất trò chơi kết thúc. Thanh thôn du giới cùng phù thế anh thọ lấy ra u linh đái khấu cùng mã cách nam đái khấu, cắm vào trong động cơ, người hướng sơn tặc tà ma đồ vọt tới. Set x2, đặt vào x2, Specter, bóng ma, lời bài hát. Mang nung, mang nung, ready fight, sẵn sàng chiến đấu, Isuzu đại trí một tay nâng cầm, nhìn mấy người xông lên phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Sơn danh nhân nhìn sơn tạc tà ma đồ, lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không có ý tiếng lên chiến đấu. Đỗ xâm tinh nhìn thấy dây đeo của phù thế anh thọ và thanh thôn du giới, nghi hoặc hỏi. Sao dây đeo của hai người bọn họ lớn hơn một chút, sau lưng trông cũng lợi hại hơn một chút. Ngũ Linh Đại Trí cúi đầu nhìn chiến chu y trong tay mình, nhẹ giọng nói: "Giống như chơi game vậy, trang bị có phân chia mạnh yếu, phân chia đẳng cấp đi." Kajuta Rico vừa chạy về phía trước, vừa mở miệng nói: "Chúng ta cũng nhanh lên hỗ trợ đi, nếu thua sẽ không thể thực hiện nguyện vọng." Năm mươi Linh Đại Trí cùng đổ xăm tinh nghe vậy, cũng tiến lên chiến đấu. Chỉ còn lại danh nhân xuống núi ở lại tại chỗ, không có động tác thanh thôn du giới vũ động u linh liêm nhận móc lấy một con sơn tặc tà tạ ma đồ dùng sức quăng qua bên kia đụng phải một con sơn tặc tà tạ ma đồ khác nhất chân đá bay một tên sơn tặc tà tạ ma đồ từ bên trái sông tới tiểu ca hai người các ngươi thắt nút như thế nào không giống nhau a à, cũng là lúc mới bắt đầu phân phát sao đổ sâm tinh tiến lại gần tò mò hỏi ta cũng không biết vận khí đi thanh thôn du giới liếc mắt nhìn lý sâm tinh một cái thuần miệng nói một câu, sau đó thủ lĩnh tà ma đồ của triều sơn tặc vọt tới đổ sâm tinh theo sát phía sau, phù thế anh thọ nổ súng đánh lui một sơn tặc tà tạ ma đồ tiếp cận hắn, cười khẽ một tiếng thắng gấp như vậy sao? người ra tay cũng không chậm a à. thanh thôn du giới cũng không quay đầu lại oán giận một câu người đã đi tới trước mặt thủ lĩnh sơn tặc tà tạ ma đồ lưỡi liềm và đại đao va chạm vào nhau tạo ra nhiều tia lửa thanh thôn du giới tiến lên một bước, lưỡi liềm xẹt qua lưỡi dao, dùng thân lưỡi liềm ngăn trở đại đao, gần người đá một cước vào thủ lĩnh sơn tặc tà Tạ ma đồ. Thủ lĩnh sơn tặc tà Tạ ma đồ lui về phía sau hai bước, đóng giận một tiếng, vùng đao chém về phía thanh thôn du giới. Phanh một viên đạn chuẩn xác bắn trúng thủ lĩnh sơn tặc tà Tạ ma đồ cắt đứt động tác của nó đồng thời đổ xăm tinh vào lúc này vọt ra cầm dao găm trong tay đâm vào trên người thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Tạ Ma Đồ. Thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Tạ Ma Đồ tức giận không thôi, một đao vung ra, mặc dù đổ sâm tinh dơ dao găm lên chắn trước mặt mình, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Tạ Ma Đồ chém một đao còn chưa đủ, sải bước tiến về phía đông sâm tinh, muốn tiếp tục công kích. Thanh thôn du giới ngăn ở trước mặt thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Tạ Ma Đồ. Trận chiến còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi đâu? thủ lĩnh sơn tặc tà Tạ ma đồ vung ra một đao, đáp lại. Thanh thôn du giới nghiêng người tránh công kích, thuận thế dạo qua một vòng, một lưỡi hái chém vào ngực thủ lĩnh sơn tặc tà Tạ ma đồ. Giang giả hàng tiêu diệt sơn tặc tà Tạ ma đồ bên kia, chạy tới, muốn gia nhập bốt chiến. Hai nắm đấm chạm vào ngực, giọng điệu ngông cuồng nói. Hãy đến và chiến đấu với tôi. Nói xong, một quyền hướng thủ lĩnh sơn tặc tà Tạ ma đồ vung tới. Đang bao quyền của gian giả hàng va chạm với đại đao của thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Ma Đồ. Ti lửa văng khắp nơi. Một người một tà ma đồ dặn có không dứt, phù thế anh thọ xông ra. Phù thế anh thọ lại một lần nữa thi triển thương đấu thuật, cự ly gần một thương đánh vào thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Ma Đồ trên người. Sau đó tiếp thêm một cái roi cước, đánh lui thủ lĩnh Sơn Tạc Tà Ma Đồ. Phù thế anh thọ cùng thanh thôn du giới giống như là đánh bóng cao su, đem thủ lĩnh sơn tặc tà tạ ma đồ đánh tới đánh lui gian giả hàng tựa như người thứ ba quấy rối không ngừng chen vào trong đó công kích thủ lĩnh sơn tặc tà tạ ma đồ sau khi lý sâm tinh bị đánh bay ra ngoài trong lòng vẫn còn sợ hãi ông ngực không dám tiến lên đánh bốt nữa mấy người còn lại cũng không có tiến lên nhúng tay mà là đối phó những sơn tặc tà tạ ma đồ khác thanh thôn du giới đang muốn tiến lên công kích thủ lĩnh sơn tặc tà tạ ma đồ lại bị gian giả hàng đẩy ra tránh ra người này là của ta gian giả hàng kiêu ngạo nói một câu vung quyền nên đón thủ lĩnh sơn tặc tà ma đồ phù thế anh thọ đem mã cách nam xạ thủ bốn ít khoác lên vai khẽ cười nói du giới con mồi bị cướp rồi xem ra trận đấu không tiến hành nổi nữa rồi thanh thôn du giới nhìn phù thế anh thọ vẻ mặt xem náo nhiệt ngữ khí bình tĩnh nói ngươi vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng lại một lần nữa bại bởi ta đi thanh thôn du giới đưa tay ấn lên lưỡi liềm u linh. Sionic Jack, liên kết sửa đổi, năng lượng màu tím sậm bao phủ trên lưỡi liềm u linh. Thanh thôn du giới đùa dẫn u linh liêm nhận trong tay, lưu lại một đạo vết sáng trên không trung. Một lần nữa ấn lên lưỡi hái nhỏ của u linh. Spectre Tactical Curly, liên kết sửa đổi, thanh thôn du giới tự như u linh, lặng lẽ vọt tới phía sau thủ lĩnh sơn tạc tà ma đồ. U Linh Liêm nhận mang theo năng lượng màu tím sậm, nặng nề vung xuống. Thủ lĩnh Sơn tặc tà ma đồ lão đảo về phía trước hai bước, phía sau là một lỗ hổng thật sâu, nhiễm năng lượng màu tím sậm. Thanh thôn du giới xoay người, thu hồi U Linh Liêm nhận. Thình thịch. Thủ lĩnh Sơn tặc tà ma đồ phát sinh nổ tung, hóa thành bụi bậm, biến mất không thấy. Nổ tung không kịp đề phòng, làng đến gian giả hàng đứng bên cạnh thủ lĩnh Sơn tặc tà ma đồ. Sau khi ổn định thân thể, Giang giả hàng hùng hổ đi về phía thanh thôn du giới. Người gia hỏa này. Thanh thôn du giới hữu khẩu vô tâm nói. Xin lỗi, lần sau tặng cho anh. Giang giả hàng nghe vậy càng thêm căm tức, muốn tiến lên động thủ. Tì mổ lị đột nhiên xuất hiện, nghĩa chính tự nghiêm nói. Chiến đấu giữa các hiệp sĩ là không được phép, thuộc về vi phạm và sẽ bị trừ điểm. Giang giả hàng nhìn tì mổ lỵ một cái, khó chịu hừ một tiếng, xoay đầu sang một bên. Thanh thôn du giới hoàn toàn không có đem gian giả hàng để ở trong lòng, thấy chung quanh tà ma đồ đều đã tiêu diệt, liền giải trừ biến thân. Ngươi xuất hiện, có nghĩa là trò chơi đã kết thúc. Sly gật đầu với một nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt. Hiệp một kết thúc chúc mừng các vị thành công thông qua hiệp này vất vả các vị, chờ tà ma đồ xuất hiện lần nữa, dục vọng giải thưởng lớn sẽ lại mở ra trước đó, xin mọi người hãy bảo trọng tìm mỗ lỵ nói xong liền xoay người định rời đi cái kia ta muốn hỏi một chút thắng được trận đấu thật sự nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao sơn danh nhân vẫn không tham gia chiến đấu gọi tìm mỗ lỵ lại nghiêm túc dò hỏi tìm mỗ lỵ dừng bước lộ ra nụ cười chuyên nghiệp hóa tất nhiên dơ có thể thực hiện thế giới lý tưởng của mình ngay cả chiến đấu cũng không dám phế vật còn muốn làm dục vọng thần Dục vọng thần nhất định là bổn đại gia. Giang Giả hàng dùng ngón tay cái chỉ chỉ mình, lạnh lùng trào phúng nói. Khóe miệng đại trí khẽ nhếch lên, hứng thú nhìn. Cùng đa điền lương tử như có điều suy nghĩ, đổ sâm tinh sờ sờ ngực, hiển nhiên vừa rồi thật sự đánh đau nàng. Thanh thôn du giới không nhìn mọi người, cất bước rời khỏi nơi này. Phù thế anh thọ thấy thế, cũng rời đi theo. Ta nói, ngươi vội vã như vậy đi làm gì? thanh thôn du giới quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc cùng ghét bỏ. Cậu quên rồi, còn chưa làm bài tập sao? Anh xem bây giờ mấy giờ rồi? Phu thế anh thọ nghẹn họng, không đáp lời nữa, mỗi người đi một ngã với thanh thôn du giới, đi về phía nhà mình. Hết chương này. Chương 5 Muốn cuối tuần nghỉ ngơi thanh thôn du suốt? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 muốn cuối tuần nghỉ ngơi thanh thôn vô súc, Thanh thôn du giới sâu kín mở mắt, bộ dáng còn ngái ngủ. Chậm lại vài giây sau, thanh thôn du giới lười biến duỗi thắt lưng một cái, rời giường rửa mặt, thay đổi một thân quần áo thoải mái. Hôm nay là cuối tuần, vốn là có thể không cần dậy sớm. Nếu không phải ra ngoài kiếm ăn, ô súc Amura có thể sẽ tiếp tục nằm xuống và ngủ. Cách lần trước dục vọng giải thưởng lớn bắt đầu thi đấu đã qua vài ngày, vòng thứ hai trò chơi còn chưa có bắt đầu, cũng không biết khi nào bắt đầu thi đấu. Amura du xúc dạo bước trên đường phố, thầm nghĩ. U, phù thế anh thọ đi tới trước mặt, trên mặt vẫn là nụ cười tự tin. Thanh thôn du giới vẻ mặt bình thản nhìn phù thế anh thọ, ngữ khí lười biến nói. Hôm nay là ngày nghỉ, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn so sánh với em. Phù thế anh thọ cười khẽ một tiếng. Ta còn cái gì cũng chưa nói, ta cũng không có luôn lôi kéo ngươi tỷ thí đi. Huống hồ, cho tới nay, cạnh tranh không phải đều là giữa hai chúng ta sao? Sao cũng được, tôi đi ăn cơm đây. Thanh thôn du giới ngẫm lại phù thế anh thọ nói cũng có đạo lý, nhưng hắn không nhận. Cùng đi đi, vừa lúc tôi còn chưa ăn cơm. Phù thế anh thọ nói một tiếng, đuổi theo bước chân của thanh thôn du giới. Ống kính vừa chuyển, đi tới một nhà hàng xa hoa cùng đa điền lương tử ngồi ở trong phòng ăn đối diện ngồi một vị trung niên nam tử bình thường cô hòa đa điền thích làm gì người đàn ông trung niên dùng dao nĩa cắt một miếng thịt bò biết tết mỉm cười hỏi bình thường sẽ đi nghe hòa nhạc đọc sách cùng đa điền lương tử vẫn duy trì lễ nghi nhẹ giọng nói vậy rất giống tôi bình thường tôi cũng thích nghe nhạc tuần sau có một buổi hòa nhạc nếu không chúng ta cùng đi trung niên nam tử cười phát ra lời mời xin lỗi buổi hòa nhạc tuần sau tôi đã nghe rồi không đi nữa cùng đa điền lương tử ôn nhu cự tuyệt lời mời của người đàn ông trung niên như vậy à thật ngại quá tôi đi toilet một chuyến người đàn ông trung niên bị từ chối như thể hơi xấu hổ lấy cớ đi vệ sinh và rời khỏi chỗ ngồi một vị phu nhân nhìn qua ung dung quý phái đi tới lạnh giọng nói với đa điền lương tử lương tử ngươi lại nháo cái gì? Biểu tình cùng đa điền lương tử thoáng cái lạnh xuống, hoàn toàn không thấy bộ dáng ôn nhu hào phóng vừa rồi. Mẫu thân đại nhân, người chỉ yêu cầu con đến xem mắt, con đến rồi, về phần trong quá trình xem mắt nên nói gì, là chuyện của con. Hòa đa điền thiên xuân trầm mặt, nghiêm giọng nói. Lương tử, vì gia tộc liên hôn là vận mệnh ngươi không thoát khỏi được, ta năm đó là như thế, hiện tại ngươi cũng là như thế kajuta Riko bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn kajuta chihiro ta sẽ không khuất phục nhân sinh của ta ta muốn chính mình lựa chọn nói xong cùng đa điền lương tử đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi hướng cửa phòng ăn đi đến ngươi muốn đi đâu hòa đa điền thiên xuân quát lớn trong một gian quyền quán gian giả hàng đang đối diện với một bao các luyện quyền anh hàng ca hôm nay trạng thái không tệ a à. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ cầm một ly nước trong tay, đi tới. Giang giả hàng dừng quyền anh, đỡ lấy bao cát, có chút thở dốc nói. Bản đại gia ngày nào đó trạng thái không tốt. Nói xong, lại đối với bao cát luyện quyền anh. Trong một căn hộ, Đỗ Sâm Tinh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cầm tay cầm, chơi trò chơi với tivi. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình tivi bắt đầu chiếu hoạt hình sau khi thông quan. Đổ Sâm Tinh ném tay cầm lên sofa, nghiêng người nằm xuống, phát ra tiếng rên rỉ nhàm chán. Lại một trò chơi qua cửa, thật nhàm chán, giải thưởng lớn dục vọng sao còn chưa bắt đầu. Trong một gian phòng bệnh, Sơn Danh Nhân ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, trên giường bệnh nằm một thiếu niên hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt thanh tú. Nhìn qua cùng Sơn Danh Nhân kém không nhiều tuổi lắm, trên mặt lộ ra bệnh trạng tái nhật. Tư, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại đi dạo một hồi lâu thanh thôn du giới cùng phụ thế anh thọ hai người cuối cùng tìm một cửa hàng ăn sushi nhìn món ăn dần dần được nhân viên phục vụ bưng lên trên mặt thanh thôn du giới lộ ra nụ cười hài lòng đinh đinh linh một tiếng tin tức vang dội vang lên ngay khi nghe tiếng chuông vang lên nụ cười của amura yusuf biến mất vốn định hưởng thụ mỹ thực hưởng thụ cuối tuần nhàn nhã này hiện tại xem ra là không thể nào. Phù thế anh thọ lấy di động con nhận ra nhìn thoáng qua, nói với thanh thôn du giới. Grand Prix of the sea đã bắt đầu. Amura súc cầm lấy chiếc đũa trên bàn, nhanh chóng gấp hai miếng sushi nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Tôi còn chưa ăn cơm, hôm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nói như thế, thanh thôn du giới vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cùng phụ thế anh thọ tìm một góc truyền tống rời đi. Nhân viên cửa hàng đi ngang qua nhìn một bàn đồ ăn, nghi hoặc lẩm bẩm. Người đâu? Thanh thôn du giới cùng phù thế anh thọ cùng nhau truyền tống đến dục vọng đại sảnh, phát hiện những tuyển thủ khác đều đã trình diện. Đỗ Sâm tin thấy thanh thôn du giới hai người khoan thai đến chậm, mở miệng oán giận nói. Tới thật chậm nha, hai vị tiểu ca. Thanh thôn du giới nuốt sushi trong miệng, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, nhưng người nên trách tội là bên vận hành trò chơi, cơm trưa của tôi vừa mới mang lên. Thanh thôn du giới bất đắc dĩ lại u oán nhìn tỳ mỗ lị một cái. Tỳ mỗ lị lộ ra nụ cười chuyên nghiệp hóa, nhẹ giọng nói. Các thí sinh, chào buổi trưa. Tạ ma đồ mới lại xuất hiện, từ giờ trở đi, dục vọng gờ răng pri hiệp hai, trò chơi đoán chính thức bắt đầu tà à đoán câu đố thôi. Năm mươi linh đại trí một tay nâng cầm, hứng thú nói. Thôi đi, bổn đại gia không quan tâm ngươi đoán câu đố gì, xử lý tất cả tà ma đồ là được rồi. Giang giả hàng hai tay ông quyền, khớp ngón tay bóp ken két trung động. Tìm mỗi lị vung tay lên, trên không trung xuất hiện một hình chiếu giả định, phát ra hình ảnh tà ma đồ phá hư thành phố. Sau đó tiếp tục nhẹ giọng giải thích. Rất nhiều tà ma xuất hiện trong thành phố và đang tấn công các công dân bình thường trong thành phố, những người chơi tìm thấy chúng và đánh bại chúng sẽ kiếm được điểm thí sinh nào đạt được ít điểm nhất trong vòng này sẽ bị loại lại một tấm màn hình giả định bản điểm tích lũy xuất hiện ở dục vọng trong đại sảnh mặt trên ghi lại các loại hạng mục công việc có thêm điểm cũng có giảm điểm tìm mỗ lỵ quay đầu nhìn về phía gian giả hàng cố ý dặn dò nhớ kỹ giữa kỳ sĩ cấm chiến đấu người vi phạm sẽ trừ điểm mấy người ở đây đều nghe ra đây là tìm mỗ lỵ đặc biệt nhắc nhở giả hàng gian giả hàng khinh thường cắt một tiếng không trả lời chờ một chút nếu gọi là trò chơi giải đố vậy nguyên tố giải đố thì sao đỗ sâm tinh giơ tay lên tò mò đặt câu hỏi tìm mỗi lị mỉm cười với lý sâm tinh nói hãy tự mình khám phá trong game phù thế anh thọ quay đầu nhìn về phía thanh thôn du giới ánh mắt nghiền ngẫm mở miệng nói thế nào sau một chút thanh thôn du giới liếc mắt nhìn phù thế anh thọ bất đắc dĩ nói không có hứng thú, ta bây giờ còn đói bụng. Tìm mỗi lị dơ cao tay phải, cao giọng tuyên bố. Nhiệm vụ kế tiếp bắt đầu. Hết chương này. Chương 6 Bắt đầu giải đố A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 bắt đầu đoán câu đố đi. Nương theo một luồng số liệu điện tử hiện lên, mọi người xuất hiện trên đường phố. Thanh thôn du giới vừa rơi xuống đất, liền thấy được một con tà ma đồ chạy tới, sau lưng tự hồ có chút không giống. Giang giả hàng nhéo nhéo nắm đấm, lấy ra bao tay thắt nút. Đổ sâm tinh lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử, lấy ra chủy thủ đeo khuy. Cùng đa điền lương tử ánh mắt kiên định, tự như hạ quyết tâm gì đó, lấy ra thuẫn bài đeo khuy. Năm mươi linh đại trí hăng hái nhìn tà ma độ chạy tới, lấy ra chiến chủ y đeo khuy. Thanh thôn du giới vẻ mặt bất đắc dĩ, lười biếng lấy ra dây đeo u linh phù thế anh thọ nhìn thanh thôn du giới bật cười, bình tĩnh lấy ra thắt lưng mang nung. Các sơn đại thành nhìn những người khác, lấy trường mau ra. Ánh mắt sơn danh nhân lộ ra vài phần nhu nhược cùng vài phần nghiêm túc, lấy ra câu trảo đeo khuy. Xét x8, đặt vào x8, mọi người nhao nhao bày ra tư thế biến thân, cùng những người khác nguyên khí tràn đầy biến thân bất đồng, thanh thôn du giới có vẻ có chút lười biến. h e n s h n x 8 a m vũ khí. Ames Dagger, giao găm vũ trang, Ames Shielder, khiên vũ trang, a r, -m -e -g -h -a -m -m -e -r vũ trang búa chiến, Specter, bóng ma, lời bài hát. Magnum, Magnum, Ahmed Spear, ngọn giáo vũ trang, a r -m -e -g -c -l -a -v -d vũ trang móc và vuốt, Ready fire, sẵn sàng chiến đấu, mọi người sau khi hoàn thành biến hóa, lập tức xông ra ngoài. Phía sau bọn họ là thanh thôn du giới thảnh thơi đi lại thanh thôn du giới ngay cả vũ khí cũng không có triệu hoán ra, cứ chậm rãi đi về phía trước như vậy, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng sốt ruột. Thậm chí còn muốn ở ven đường tìm một cửa hàng ăn cơm trưa. Giang giả hàng dẫn đầu, vọt ra ngoài, lập tức đuổi theo tà ma đồ chạy trốn phía trước. Một quyền đánh vào đầu tà ma đồ, trực tiếp hất ngã tà ma đồ. Mấy người còn lại cũng lục tục chạy tới, đem câu đố tà ma đồ bao vây lại tà ma đồ bí ẩn quỳ rạp trên mặt đất, vẫn mông, rung lẫy bẫy, nhẹ giọng nức nở nói. Dây di Amato Ngôn ngữ của tà ma đồ Đám người này thật đáng sợ a. À? Mọi người nhìn lần này tà ma đồ, phát hiện cùng lần trước sơn tạc tà ma đồ có điểm không giống nhau. Tuy rằng bộ dáng tà ma đồ cùng lúc trước kém không nhiều lắm, nhưng là nhiều hơn một cái giáp vai, sau lưng cũng nhiều hơn một cái giáp lưng, trên giáp lưng còn khác một hàng chữ. Thứ gì là giả, cũng có người nguyện ý mua. Đỗ Sâm Tinh nhìn chữ trên lưng giáp, chậm rãi đọc ra. Đây là nguyên tố của câu đố. Tay phải Isuzu Daichi vẫn không rời khỏi cầm, lên tiếng hỏi. Mặc kệ hắn giải đố cái gì, tất cả nổ tung là tốt rồi. Giang Giả hàng lớn tiếng nói một câu, tay phải dùng sức ấn nút thắt. Nukun Sai, cú đấm mạnh, năng lượng màu nâu đỏ hội tụ vào bao tay. Giang Giả hàng một quyền nện ở trên người Tà Ma Đồ câu đố, thế mạnh trầm một quyền, khiến mặt đất dưới thân Tà Ma Đồ đều xuất hiện vết nứt. Tà Ma Đồ câu đố tay chân co quắp hai cái, không có động tĩnh. Một giây sau, giáp lưng Tà Ma Đồ sáng lên, chữ viết trên đó đã thay đổi. "Con vật nào mọc ngược trong sân vậy?" Lần này là cùng Đa Điền Lương tử nhẹ giọng đọc ra văn tự trên lưng giáp. Câu đố Tà Ma tay không chân giật giật, một lần nữa bò dậy đẩy mạnh mọi người ra hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn đối diện đùng phải thanh thôn du giới thảnh thơi đi tới G-I-A-M-A-T-O, ngôn ngữ của quỷ sứ xấu hổ thanh thôn du giới tay phải duỗi về phía trước lưỡi liềm u linh xuất hiện trong tay lưỡi liềm đặt ở cổ tà ma đồ câu đố ngươi muốn đi đâu a à? nói xong không đợi tà ma đồ câu đố trả lời vung tay lên lưỡi liềm u linh bổ vào trên người tà ma đồ câu đố vừa rồi hẳn là đánh bại nó đi, như thế nào lại sống lại? Trong ánh mắt đổ xâm tinh lộ ra giảo hoạt, ngữ khí lại nghi hoặc hỏi. Quên đi, ta đi tìm tà ma đồ khác trước, không cần ở chỗ này nữa. Đổ xâm tinh xoay con dao găm trên tay, rời đi. Các sơn đại thành chuyển động ánh mắt, đánh giá chung quanh một chút, lặng lẽ rời khỏi đám người. Isuzu đại trí mặt mày mang theo nụ cười, lộ ra thần sắc hiểu rõ xoay người đi tìm cái khác câu đố tà ma đồ. Sơn danh nhân còn có chút mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ, trước mắt này tà ma đồ bị đánh bại còn có thể sống lại, hắn làm sao lấy được điểm tích lũy a. À? Giang Giả Hàng nắm lấy tà ma đồ câu đố trên mặt đất, hung tợn nói. Một lần không được, lại một lần nữa. Ta xem ngươi có thể sống lại mấy lần. Dứt lời, quyền phải nặng nề đánh vào bụng tà ma đồ, năng lượng rót vào trong thân thể tà ma đồ tà ma đồ câu đố ngã trên mặt đất, trên người toát ra dòng điện nhẹ nhẹ, không nhúc nhích. Giáp lưng sáng lên bạch quang, văn tự phía trên lại biến hóa. Mũi chân phù thế anh thọ nhảy lên, đem tà ma đồ câu đố lật qua, thấy được văn tự trên lưng giáp. Trên đầu có hàng ngàn biến tóc, mũi đón gió bên bờ nhìn câu đố tà ma đồ lưng giáp mới đổi mới văn tự, phù thế anh thọ tự tin cười, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Cây liễu. Vừa dứt lời, lưng giáp hóa thành dòng số liệu điện tử biến mất không thấy tâm hơi. Phù thế anh thọ giơ tay nổ súng bắn ra máy phát đạn, không đợi tà ma độ bí ẩn đứng lên, liền trực tiếp bắn nổ nó. Score up, tính điểm, sơn danh nhân mở to hai mắt, tò mò mở miệng nói. Sao lần này nó không sống lại? Phù thế anh thọ khẽ cười một tiếng, thuần miệng hồi đáp. À, ai biết được. Giang giả hàng khó chịu vung nắm đấm một cái phiền muốn chết, đoán câu đố gì đó. Thanh thôn du giới thu hồi U Linh liêm nhận, xoay người rời đi, lười biến nói. Không biết có thể tìm được nhà hàng kinh doanh hay không? Hòa đa điền lương tử nhìn bóng lưng du giới rời đi của thôn thanh, có chút nghi hoặc hỏi. Hắn như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Không sợ bị đào thải sao? Đây chẳng qua là trạng thái thường ngày của hắn mà thôi, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị đào thải như vậy phù thế anh thọ cười khẽ một tiếng ngữ khí khẳng định nói hòa đa điền lương tử quay đầu nhìn về phía phù thế anh thọ hai người hình như rất quen thuộc phù thế anh thọ quay lưng lại ngữ khí tựa như cảm khái lại tựa như cao hứng dù sao đấu cũng đã gần ba năm rồi cùng đa điền lương tử nhìn phù thế anh thọ sẽ bước rời đi lại quay đầu nhìn thanh thôn du giới đã đi xa sơn danh nhân do dự vài giây cố lấy dũng khí nói cái kia. Xin hỏi tôi có thể cùng anh chiến đấu không? Tôi cam đoan tôi sẽ không cản trở. Cùng đa điền lương tử lúc này mới phản ứng lại, còn có một người chưa rời đi. Ngữ khí ôn nhu nói. Đương nhiên có thể a, à, chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Thanh thôn du giới giải trừ biến thân, đi trên đường phố. Bởi vì tà ma đồ xuất hiện, trên đường phố cửa hàng không phải đóng cửa, chính là đã người đi nhà trống lúc này nếu như muốn mua không tệ vậy quả thực không cần quá thuận tiện a à. thanh thôn du giới tìm một vòng cũng không tìm được cửa hàng kinh doanh bất đắc dĩ thở dài tôi chỉ muốn tận hưởng một ngày cuối tuần ánh mắt thanh thôn du giới biến đổi khí chất lười biếng trên người không còn sót lại chút gì nếu không có biện pháp nghỉ ngơi vậy sớm kết thúc trò chơi này đi tay phải lấy ra dây đeo u linh cắm vào trong ổ đĩa xe đặt sweater bóng ma, ready Fire, sẵn sàng chiến đấu, hết chương này. Chương 7 Riêng phần mình dục vọng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Từng người dục vọng thanh thôn du giới hoàn thành biến thân nắm U Linh liêm nhận, bắt đầu nhanh chóng xuyên qua các con phố. Giống như một con U Linh hấp thu linh hồn, thu hoạch tích lũy trên người một con lại một con tạ ma đồ bí ẩn. Càng nhìn càng không thấy là cái gì thanh thôn du giới sâu kín từ sau lưng một con tạ ma độ câu đố xông ra, nhìn câu đố sau lưng nó một chút. Tiết kiệm trên bảng. Tạ ma đồ bí ẩn cả người rung lên, một cổ hàng ý từ sau lưng nó xông thẳng lên thiên linh cái. Giờ khắc này, nó phản phất nghe được thanh âm đến từ hoàng tuyền. Đang lúc nó muốn quay đầu nhìn lại, sau lưng đau nhức, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Trong lúc hấp hối, nó giống như nghe được cái gì đó. Spectre Style, nhạc chuông, score up, tính điểm, giọng nói của Tsli đột nhiên vang lên trong mũ bảo hiểm của Yusuf Amura. Tà ma độ nhóm tạm thời rút lui, buổi sáng trận đấu kết thúc, các vị tuyển thủ có thể trở về phòng nghỉ tiến hành nghỉ ngơi, thanh thôn du giới lấy điện thoại di động nhận ra nhìn bản xếp hạng điểm tích lũy. Mấy người bọn họ ra tay không chậm a. À. Trên điện thoại di động của nhận biểu hiện, hiện tại điểm tích lũy của hắn xếp hạng thứ tư thanh thôn du giới giải trừ biến thân, lại biến trở về dáng vẻ lười biến. a à, tôi muốn ăn cơm. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Amura du xuất trực tiếp hướng quầy ba đi đến, ngồi ở quầy ba trên ghế, ngữ khí lười nhát nói. Kili, có gì ăn không? Không cần đồ ngọt, xin cơm hay mì sợi gì đó. Kili nghe được thanh âm của Amura, buông đồ uống trong tay xuống, cùng kính nói. Có, nếu ngài sốt ruột, tôi làm một phần cơm bò, rất nhanh là có thể làm xong. Thanh thôn du giới gật gật đầu, nói lời cảm ơn. Vậy làm phiền ngươi. Khi ly mỉm cười, gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu chế biến món ăn. Phù thế anh thọ ngồi trên sofa, trong tay bưng một ly trà, tinh tế thưởng thức. Ở phía sau hắn sáng lên một hình chiếu giả định, mặt trên hiển thị xếp hạng hiện tại. Chủ đề Isuzu Daji vị trí thứ hai Phù thế anh thọ hạng ba Vị trí thứ tư Du Amura hạng 5 Các Sơn Đại Thành hạng 6 Rico Wadoda chương 7 Chuyến bay chương 8 Yamanimiren trong đó vị trí thứ 8 có điểm tích lũy thấp hơn nhiều so với vị trí thứ 7 Sơn Danh Nhân đang đứng ở phía trước hình chiếu giả định Nhìn bản xếp hạng điểm tích lũy, biểu tình hoảng loạn, lẩm bẩm nói Không được Tiếp tục như vậy không được Tư còn đang chờ ta, còn muốn càng nhiều điểm tích lũy mới được. Đỗ Sâm Tinh nhìn lướt qua bảng xếp hạng, miệng cắn kẹo que, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. "Tiểu ca ngươi thật đúng là lợi hại a, à, đoán ra nhiều câu đố như vậy." Isuzu đại trí đẩy đẩy kính mắt, giơ quyển sách trong tay lên, trong giọng nói mang theo ý cười cùng tự tin. "Đều là những câu đố đơn giản mà thôi, trong sách đều có nhắc tới." "Ca." Đỗ Sâm Tinh cắn nát kẹo que trong miệng, ánh mắt có chút hung hăng nhìn đại trí, không nói gì nữa. Giang giả hàng hai tay khoanh ở trước ngực, biểu tình thối rửa, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Ta nói, khi nào thì tiếp tục trò chơi. Khi lo bưng lên cho thanh thôn du giới một phần cơm bò, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía giang giả hàng, lễ phép trả lời. Tạm thời còn chưa dò xét được tung tích tà ma đồ, xin kiên nhẫn chờ đợi. Thanh thôn du giới nhìn cơm bò trước mặt, ngửi ngửi mùi thơm, lấy thì múc một muỗng cơm thêm thịt bò bỏ vào miệng. sau khi tinh tế thưởng thức, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. thanh thôn du giới cúi đầu ăn cơm. phiền muốn chết, chiến đấu nên thẳng tới thẳng lui, đoán cái gì bí ẩn a? À? gian giả hàng khó chịu lớn tiếng hô một câu, lập tức rời khỏi phòng nghỉ. ánh mắt các sơn đại thành âm trầm nhìn mấy người, cũng đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. hòa đa điền lương tử nhìn mấy người còn ngồi trong phòng nghỉ ngơi tò mò mở miệng hỏi các vị đều ước nguyện gì vậy Đỗ sâm tin nhận lấy đồ uống kili bưng lên nói cảm ơn một tiếng cảm ơn kili cười gật đầu đáp lại một chút lại bưng bàn ăn đi về phía kajuta riko hòa đa điền lương tử ôn nhu cười cười nói tiếng cảm ơn nhận lấy đồ uống đổ sâm tinh nhìn về phía hòa đa điền lương tử hỏi ngược lại trước khi hỏi nguyện vọng của người khác có phải nên nói nguyện vọng của mình trước không đôi mắt hòa đa điền lương tử rũ xuống biểu tình có chút chua xót nhẹ giọng nói tôi muốn làm chủ tương lai của mình đỗ sâm tinh uống một ngụm đồ uống hồ nghi nhìn về phía hòa đa điền lương tử có chút không tin nói hòa đa điền gia đại tiểu thư còn không nắm giữ được tương lai của mình hòa đa điền lương tử ngẩng đầu nhìn đông sâm tinh trong ánh mắt mang theo vài phần tự dễu nếu như có thể Tôi tình nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường. Isuzu đại trí nhìn quyển sách trong tay, lên tiếng cười nói. Suy nghĩ của tiểu thư nhà giàu A, à, trong nhà bình thường, càng khó nắm giữ tương lai của mình. Cùng đa điền lương tử điều chỉnh tâm tình, một lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu, hỏi. Không nói ta nữa, các ngươi thì sao? Ước nguyện gì? Đổ xăm tin tựa lưng vào sofa, hồi đáp một thế giới của những trò chơi thú vị để chơi mỗi ngày. Khóe miệng Isuzu Đại Trí hơi nhếch lên, đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục nhìn thư tịch trong tay. Nhìn không ra, em còn là một thiếu nữ nghiện internet. Đỗ Sâm Tinh quay đầu liếc mắt nhìn Đại Trí một cái, tức giận nói: "Thế còn cậu, Sparrow đeo kính?" Isuzu Đại Trí không thèm để ý đến sự trả thù của Lý Sâm Tinh, khép sách lại, vẫn tự tin nói như trước kiến thức là quý giá nhất trên thế giới này và ước muốn của tôi là thu hoạch tất cả kiến thức đỗ sâm tinh liếc mắt xem thường nhỏ giọng chăm chọc một câu thật nhàm chán đồ mọc sách này tiểu ca đứng bên kia ngươi thì sao sơn danh nhân nghe đỗ sâm tinh gọi hắn quay đầu lại ánh mắt có chút nhát gan ngữ khí lại kiên định nói ta muốn cho tư khôi phục sức khỏe kajuta Riko nghiêng đầu nghi ngờ hỏi tư là bằng hữu của ngươi sao? Sơn danh nhân gật gật đầu, lộ ra vài phần thần sắc hội ức. Ừ, tư, tư là bạn tốt nhất của tôi, cũng là bởi vì tôi mới. Tôi nhất định sẽ làm cho tư khôi phục sức khỏe. Ánh mắt cùng đa điền lương tử ôn nhu vài phần, vừa cười vừa nói. Thật đúng là nguyện vọng không dậy nổi. Vị hồ ly tiểu ca kia, nguyện vọng của ngươi là gì? Đổ xâm tinh cách bàn trà, gọi phù thế anh thọ. Phu thế anh thọ buông chén trà trong tay xuống, hai tay giao nhau đặt trên đùi, tao nhã tựa vào lưng sofa. Chờ thực hiện được, các ngươi sẽ biết. Đỗ Sâm Tinh bất mãn cắt một tiếng, cách không kêu gọi đầu hàng du giới thôn thanh. Tiểu ca ăn cơm bên kia, còn cậu. Ước nguyện gì vậy? Trong khi những người khác đang thảo luận sôi nổi, Amura Yusuf đang thưởng thức những món ăn ngon trong những năm tháng yên tĩnh. Lại bị tiếng la hét của Lý Sâm Tinh phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này. Thanh thôn du giới nuốt cơm trong miệng, cũng không quay đầu lại, bình thản nói. Chờ thực hiện, ngươi sẽ biết. Nói xong, liền tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Khóe miệng phù thế anh thọ hơi nhếch lên, như cười như không nhìn thanh thôn du giới. Đổ xâm tinh nhíu mày, cái gì chứ, một người hai người, làm người câu đố gì chứ. Dứt lời, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi game, không nói gì nữa. Phòng nghỉ lập tức yên tĩnh lại. Sơn danh nhân yên lặng đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ. Hết chương này. Chương 8. U tối mặt trời mọc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8. Mặt trời mọc xám xịt Sơn danh nhân đi tới bệnh viện, nhìn Kim Tĩnh Tư nằm ở trên giường bệnh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đã từng. Hình ảnh biến đổi, cộng thêm kính lọc màu xám trắng. Kim Tĩnh Tư chạy tới ông cổ sơn danh nhân trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời ren nghĩ rồi cậu có sắp xếp gì không sơn danh nhân quay đầu lại ôn nhu cười cười nhẹ giọng hồi đáp có chút muốn đi leo núi ngắm mặt trời mọc tư đâu ngày nghĩ định làm gì kim tỉnh tư buồn rầu gãi đầu a à, không biết a à, nếu không hai chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc đi sơn danh nhân gật đầu cười đáp lại được ta sắp xếp kế hoạch. Hình ảnh tối sầm, trong âm nền vang lên tiếng xe cứu thương. Ngay sau đó, trong hình ảnh xuất hiện cảnh sơn danh nhân ngồi trên ghế dài hành lang bệnh viện, trên người cuốn khăn lông. Một đôi vợ chồng bước nhanh vọt vào bệnh viện, lo lắng giữ chặt y tá bên cạnh, hỏi cái gì. Sau đó từ trước mặt sơn danh nhân chạy tới. Sơn danh nhân vươn tay phải ra, muốn gọi hai người lại, lời đến bên miệng, thấy được tay phải của mình, lại đem lời nuốt xuống hình ảnh một lần nữa trở lại hiện tại, sơn danh nhân nhìn tay phải của mình, có chút thất thần. Len Ken Tin nhắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, kéo sơn danh nhân trở về hiện thực. Sơn danh nhân nhìn Kim Tĩnh Tư nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng nói. Tư, lần này anh sẽ nắm chặt tay em. Nói xong, lấy di động ra nhìn thoáng qua tin tức, liền đứng lên, rời khỏi phòng bệnh. Mới vừa đi tới góc cầu thang, cuộc đối thoại giữa hai y tá truyền tới tai sơn danh nhân hai ngày trước ba mẹ của người thanh niên kia đến ôi lại lấy nước mắt rửa mặt trời đi ai nói không phải chứ ba năm trước lúc mới tới bệnh viện hai vợ chồng nhìn còn rất trẻ hiện tại tiều tụy đến không ra dáng tiền chữa bệnh ba năm nay anh cũng không phải không biết gánh nặng lớn bao nhiêu à ngã xuống núi còn có thể cứu trở về đã là phúc lớn mạng lớn rồi ngươi nói người trẻ tuổi kia còn tỉnh lại được sao ba năm rồi, muốn tỉnh lại đã sớm tỉnh lại, chỉ có thể nói là khó nha. Cũng là người đáng thương, tuổi còn trẻ đã thành người thực vật rồi. Sơn danh nhân nắm chặt dục vọng trong tay, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần điên cuồng. Trong phòng nghỉ, phù thế anh thọ đi tới vị trí quầy ba, ngồi bên cạnh thanh thôn du giới. Người đây là đem oán khí không thể nghỉ ngơi thật tốt hóa thành thèm ăn. Phù thế anh thọ nhìn một chút bên tay phải du giới thôn thanh, một cái chén đã trống không, lại nhìn một chén cơm trong tay du giới thôn thanh đang ăn. Thanh thôn du giới miệng nhai thịt bò cùng hạt cơm, trong lòng yên lặng thở dài. Tôi chỉ muốn yên lặng ăn một bữa cơm, một hai người quấy rầy tôi. Sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống, Amura Yusuf mới trả lời. Bớt quản ta, còn có Kiroli làm cơm rất không tồi, ngươi cơm trưa không phải cũng chưa ăn sao. Phù thế anh thọ nghe vậy, ngẩng đầu nói với Kili. Vậy làm phiền ngươi, cũng làm cho ta một phần cơm bò đi." Kili cười gật đầu, "Xin ngài chờ một chút." Đỗ Sâm Tinh buông di động xuống, duỗi lưng một cái, hỏi Kili, "Còn phải đợi bao lâu nữa, em đói bụng rồi." Isuzu Daichi khép sách lại, cũng lên tiếng, "Nếu vẫn chưa chắc chắn, tôi sẽ đi ăn tối trước, buổi tối còn có báo cáo đề tài phải viết." Kili vừa định mở miệng nói gì đó, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. Kili đi tới nhận điện thoại, được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong, Kili nhìn về phía mọi người, lễ phép nói. Tạ ma đồ dự tính còn một đoạn thời gian nữa mới xuất hiện, nếu muốn về nhà, các vị có thể tự mình rời đi. Nhận được câu trả lời, Isuzu đại trí và đô sâm tinh đứng lên. Tạm biệt, ngày mai khi trò chơi bắt đầu gặp lại. Sau khi đổ sâm tinh phất tay tạm biệt mấy người, rời khỏi phòng nghỉ. Isuzu đại trí gật đầu với mấy người, theo sát phía sau rời khỏi phòng nghỉ. Hòa đa điền lương tử ngữ khí ôn nhu nói. Các vị, ngày mai gặp. Phòng nghỉ thoáng cái chỉ còn lại có thanh thôn du giới cúi đầu ăn cơm, phù thế anh thọ chờ đợi ăn cơm, khi lo cúi đầu nấu cơm. Phù thế anh thọ nhìn thanh thôn du giới, ngữ khí tựa như không thèm để ý hỏi. Anh đã ước điều gì? Thanh thôn du giới dừng thì trong tay, quay đầu đối diện với ánh mắt của phù thế anh thọ ta nguyện ý tạo ra một thế giới vĩnh viễn mạnh hơn ngươi phù thế anh thọ cười khẽ một tiếng ngươi là cảm thấy mình không làm được chuyện này sao thanh thôn du giới không sao cả nói nha ai biết đâu vậy nguyện vọng của ngươi đâu ki ly bưng lên cho phù thế anh thọ một phần cơm bò sau khi cúi đầu ý bảo hai người rời khỏi phòng nghỉ phù thế anh thọ múc một muỗng thịt bò cùng cơm bình tĩnh nói đương nhiên là thế giới có thể vĩnh viễn tham gia giải thưởng dục vọng. Trong mắt thanh thôn du giới hiện lên một tia tinh quang, không nói tiếp, quấy cơm bò một chút. Nhìn Amura du xuất tiếp tục cúi đầu ăn cơm, phù thế anh thọ nhẹ giọng nói. Lường người là sở trường của Hồ Ly. Thanh thôn du giới cùng phù thế anh thọ an tĩnh ăn cơm tối, không khí không hiểu sao hài hòa. Chiều hôm sau, mọi người được tìm mỗi lị triệu tập đến dục vọng thần điện. Tìm mỗi lị ông lấy phiến đá, tuyên bố. Các vị tuyển thủ, tà ma đồ xuất hiện, giải đố trò chơi vòng thứ hai trận đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Số liệu điện tử hiện lên, mọi người bị truyền tống đến trên đường phố, trước mặt xuất hiện một ít câu đố tà ma đồ. Sơn danh nhân dẫn đầu đem móc câu và đài móc cắm vào trong ổ đĩa. Xe, đặt, henshin. xin. a r m e c l a v vũ trang móc và vuốt. Redify, sẵn sàng chiến đấu, sơn danh nhân không đợi thiết giáp mặt lên người, liền xông ra ngoài. Động tác hoang dã hơn buổi sáng rất nhiều. Hoặc là nói là điên cuồng cuồng loạn. Đỗ Sâm tin nhìn thấy hành động của sơn danh nhân, kỳ quái hỏi. Hắn đây là bị cái gì kích thích? Chỉ sợ là không muốn thua trận, mất đi hy vọng cứu vớt bạn bè. Cùng đa điền lương tử nhìn sơn danh nhân ánh mắt có chút phức tạp lúc này mới giống như vậy, chiến đấu phải có khí phách chiến đấu. Giang giả hàng đi về phía trước một bước, mở hai tay ra, phóng đảng không kiềm chế được nói. Chiến đấu bắt đầu. Đỗ sâm tinh lấy chủy thủ ra, cao giọng nói. Ta chơi trò chơi, nhưng vẫn luôn là đệ nhất A. À. Isuzu đại trí đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ sợ lần này đệ nhất, phải thuộc về ta. Phù thế anh thọ móc ra thắt lưng mang nung, người giành được hạng nhất là ta. Thanh thôn du giới bỏ qua mấy lời rác rưởi trước cuộc thi, biểu tình bình thản cắm dây đeo u linh vào trong ổ đĩa. Mọi người nhao nhao cắm dây đeo vào ổ đĩa, bày ra tư thế biến thân, bắt đầu biến thân. Set x7, đặt vào x7, Henshin x7, biến thân x7, Ahmed Nukun, vũ khí, Ahmed Dagger, giao găm vũ trang, Ahmed Shielder, khiên vũ trang, A-R-M-E-G-H-A-M-M-E-E-R vũ trang búa chiến, Spectre, bóng ma, lời bài hát. Magnum, Magnum, Amesphere, ngọn giáo vũ trang, Ready Fire, sẵn sàng chiến đấu, mọi người cầm vũ khí, đều tự xông về phía tà ma đồ. Hết chương này. Chương 9 Điên cuồng khuyển hoàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Điên cuồng chó viên Thanh thôn du giới duỗi tay phải ra, lưỡi liềm u linh xoay tròn xuất hiện trên không trung. Thanh thôn du giới nắm chặt u linh liêm nhận, đùa dẫn hai cái, lưu lại từng đạo quan ảnh. Sau đó lao về phía một con tà ma đồ câu đố. Câu đố tà ma đồ vung trường kiếm trong tay, bổ về phía Amura du Du giới thanh thôn tiện tay vung lưỡi liềm u linh lên, ngăn cản trường kiếm trong tay không tà ma câu đố, sau đó đạp thẳng một cái, trúng bụng tà ma đồ câu đố tiếp theo một cái u linh liêm nhận thuận bổ, trực tiếp đem câu đố tà ma đồ bổ ngã xuống đất. Thư dịp tà ma đồ câu đố sống lại, thanh thôn du giới đi lên phía trước, mũi chân nhướng lên, đem hắn trở mình. Có sáu màu, hai mươi mốt mắt nhìn thấy chữ viết trên lưng giáp, thanh thôn du giới chậm rãi mở miệng nói. Xuất sắc. Bố giáp lập tức hóa thành dòng số liệu điện tử biến mất. Tà ma đồ câu đố cũng sống lại, muốn đứng lên lại bị Amura du giới một cước dẫm lên. U Linh Lim nhận mang theo ám tử sắc năng lượng vung xuống, đánh bại câu đố tà ma đồ. Score up, tính điểm, bên kia sơn danh nhân cùng hai tà ma đồ bí ẩn giao chiến cùng một chỗ. Đối mặt với công kích của tà ma đồ câu đố, sơn danh nhân không tránh không tránh, trực tiếp nghênh đón, chịu thương tổn, kéo gần khoảng cách với tà ma đồ câu đố. Hai móng vuốt không ngừng vung vẩy, lưu lại từng vết thương trên người hai tà ma đồ. Hai câu đố tà ma đồ bị đánh cho lão đảo lui về phía sau vài bước, sơn danh nhân nhân cơ hội mãnh liệt nhào về phía trước một cái, đem hai câu đố tà ma đồ ấn ngã trên mặt đất. Thô bạo đem hai câu đố tà ma đồ lật người, thấy rõ câu đố trên lưng giáp của chúng nó. Ta đi nó cũng đi, ta dừng nó cũng dừng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào ban ngày và ba chân vào ban đêm. Cái bóng, con người. Sơn danh nhân có chút vội vàng sao động nói ra đáp án, sau đó ấn móc câu đai khấu. Lời bài hát Lo Stai trên móc trảo toát ra năng lượng màu vàng, trong nháy mắt bối giáp hóa thành dòng số liệu điện tử biến mất, sơn danh nhân đem móng vuốt đâm vào cổ hồng tà ma độ câu đố. Score up, tính điểm, sơn danh nhân đứng lên, thì thào tự nói. Không đủ. Còn chưa đủ. Còn phải càng nhiều, càng nhiều điểm tích lũy mới được. Dứt lời, hướng tà ma độ câu đố gần đó vọt tới. Đỗ Sâm Tinh một đường đuổi theo tà ma đồ câu đố, bất tri bất giác liền tách ra với mọi người. Sau khi một đao đánh bại tà ma đồ câu đố trước mắt, Đỗ Sâm Tinh nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm điểm tích lũy di động tiếp theo. Ở đâu? Ở đâu còn có tà ma đồ? Lúc đi ngang qua một ngã rẽ, đột nhiên xuất hiện ba con tà ma đồ câu đố, dương nanh múa vuốt nhằm phía Đông Sâm Tinh. Đỗ Sâm Tinh nắm chặt chủy thủ trong tay, ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói: Ba con thôi, có chút kích thích a, à, nhưng rất hợp ý ta." Dứt lời, liền chủ động nên đón. Ba con tà ma độ câu đố vây quanh Lý Sâm Tinh, qua vũ khí trong tay, bắt đầu giao thủ với Lý Sâm Tinh. Bên cạnh một gốc, lộ ra một đôi mặt nạ kỵ sĩ hai chân. Nhìn phương hướng, tự hồ đang nhìn chăm chú vào Đông Sâm Tinh. Sau khi nhìn vài giây, liền xoay người rời đi. Mà sau khi hắn xoay người rời đi, lại có ba con tà ma đồ bí ẩn chạy tới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thấy Đỗ Sâm Tinh đang cùng ba con tà ma đồ bí ẩn chiến đấu, vì thế liền gia nhập đội ngũ vây công. Hình ảnh trở lại bên sơn danh nhân. Cùng đa điền lương tử cầm thủng bài ngăn trở một con tà ma đồ câu đố công kích, nhìn về phía sơn danh nhân, có chút lo lắng lên tiếng nói. Hắn như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Giang giả hàng một quyền đánh ngã một con câu đố tà ma đồ, quay đầu lại nói. Có vấn đề gì, nam nhân nên như vậy chiến đấu. Hòa đa điền lương tử quay đầu, nhìn về phía mấy người mà gian giả hàng nói. Phù thế anh thọ kéo dài khoảng cách, không ngừng nổ súng bắn tà ma đồ câu đố, thể hiện ưu nhã như thế nào. Năm mươi linh đại trí quơ búa, thường thường lợi dụng vật phẩm bên đường một chút, hiển thị rõ không vặt. Amura Yusuf dường như liên tục vung lưỡi hái và tấn công dữ dội, nhưng trên thực tế, không sử dụng toàn lực và để lộ sự lười biếng ở khắp mọi nơi. Nói tóm lại, ba người đều thuộc về phương thức chiến đấu tương đối văn. Lại nhìn phương thức chiến đấu của Sơn Danh Nhân. Chỉ thấy Sơn Danh Nhân hai trảo dùng sức, hung hăng chọc vào trên người tà ma độ câu đố phía trước, sau đó chân phải toát ra năng lượng màu vàng, vỗ vào đầu tà ma độ câu đố xông tới bên trái. Yamanimi thở hỗn hỉnh, nhìn vào tay phải của mình, nắm chặt mạnh mẽ, một lần nữa lao về phía các câu đố tà ma. Ống kính vừa chuyển, hình ảnh biến thành bầu trời âm u. Bầu trời u ám, theo tiếng sấm vang lên, mưa to trút xuống. Sơn danh nhân cả người ướt đẫm, quỳ trên mặt đất, biểu tình có chút dại ra, nước mưa theo mái tóc ướt sũng trượt đến trên mặt, cả nước mắt cũng nhỏ xuống. Hắn run rẩy giơ tay phải lên, ánh mắt vô thần nhìn vài giây, sau đó hai đấm trên mặt đất, trán dán sát mặt đất, phát ra tiếng gào thét bi thương ống kính kéo gần lại, ở dưới chân núi, một vị thiếu niên nằm, quần áo trắng noãn bởi vì nước buồn mà loan lỗ loan lỗ, từng sợi màu đỏ tươi từ bên người hắn chảy xuôi qua. Hình ảnh một lần nữa trở lại hiện tại. Sơn danh nhân phát cùng một trảo bát địa tiếp theo một trảo đánh về phía tà ma đồ. Không đủ. Không đủ. Còn muốn càng nhiều điểm tích lũy. Tôi muốn cứu Division. Ta tuyệt đối không thể đào thải. Sau khi Sơn Danh Nhân đánh bại tà ma đồ câu đố trước mặt mình, xoay người theo dõi tà ma đồ câu đố mà những người khác đang giao thủ. Một bước dài, vọt tới giữa gian giả hàng cùng tà ma đồ câu đố, ngăn ở trước mặt gian giả hàng, cùng tà ma đồ câu đố đánh nhau. Giang giả hàng dừng nắm đấm sắp vung ra, khó chịu tiến lên giữ chặt sơn danh nhân, lớn tiếng nói. Này! Đây là chiến đấu của bổn đại gia. Ngươi cút sang một bên cho lão tử. Sơn danh nhân xoay người chính là một trảo, gian giả hàng buông tay ra, lui về phía sau một bước, tránh được công kích. Gian giả hàng trừng mắt, tức giận hô. Người cái tên này. Muốn đánh nhau đúng không, tới A. À. Sơn danh nhân không trả lời, xoay người tiếp tục công kích tà ma đồ. Phù thế anh thọ nhẹ nhàng nói một câu, kỳ sĩ chiến đấu phải trừ điểm nha, hơn nữa hai người các ngươi còn là người có điểm ít nhất. Giang giả hàng phẫn nộ đấm một quyền xuống đất, giận dữ quát. Lão tử chịu đủ rồi. Vừa giải đố, vừa trừ điểm. Không phải là trừ điểm sao? Vậy trừ đi. Lão tử hôm nay không thể không đánh. Giang giả hàng một quyền đánh về phía sơn danh nhân, sơn danh nhân lực chú ý toàn bộ ở trên người tà ma đồ câu đố, không có chú ý giang giả hàng phía sau. Sơn danh nhân không kịp tránh né, bị một quyền đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Score reduce, giảm điểm, sơn danh nhân đứng lên không để ý tới gian giả hàng lại xông về phía tà ma đồ câu đố gian giả hàng tức giận quát tên này không định đánh trả sao thanh thôn du giới nhíu mày thấy sơn danh nhân vọt về phía mình lưỡi liềm u linh trên tay tăng tốc vung lên sau khi đoán ra đáp án giải quyết câu đố tà ma đồ đem u linh liêm nhận khiêng lên vai nhìn sơn danh nhân lại xông về phía tà ma đồ hoặc là chết trong dục vọng hoặc là bùng nổ trong dục vọng, kết cục của hắn sẽ như thế nào đây? Phù thế anh thọ đi tới bên cạnh thanh thôn du giới, cảm khái nói. Thanh thôn du giới bình thản trả lời. Không liên quan đến ta. Phù thế anh thọ nhẹ giọng nói. Ông trời muốn diệt vong, trước hết phải khiến hắn điên cuồng. Hết chương này. Chương 10 Tấm màn rơi xuống trời chiều. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Ánh nắng kết thúc Sơn Danh Nhân xông lên phía trước, hai trảo bắt được một con tà ma đồ câu đố, không ngừng dùng đầu gối chống đối tà ma đồ câu đố. Buông ra hai trảo, hai chân lăng không nhảy lên, dùng sức đạp ở trên người tà ma đồ câu đố, đã bay tà ma đồ câu đố. Theo tà ma đồ câu đố ngã trên mặt đất, âm thanh nhắc nhở tích lũy đến sổ sách vang lên, Sơn Danh Nhân lại nhằm phía tà ma đồ câu đố bên kia cuộc đối thoại giữa phù thế anh thọ và thanh thôn du giới cũng bị tà ma đồ đánh úp lại cắt đứt hai người đồng thời xoay người sang hai bên tránh được công kích của tà ma đồ phù thế anh thọ giơ tay hướng về phía tà ma đồ bắn máy phát súng thanh thôn du giới thì ở bên kia thấy được câu đố trên lưng giáp hơi suy tư một chút liền nói ra đáp án trong khoảnh khắc lưng giáp liền hóa thành dòng số liệu điện tử biến mất không thấy Thừa dịp tà ma đồ câu đố bị phù thế anh thọ đánh cho lão đảo liên tục, Amura Yusuf dùng lưỡi liềm u linh ông lấy tà ma đồ câu đố, mạnh mẽ phát lực, kéo về phía mình. Chân phải nhấc đầu gối, một cú phi đầu gối đá, đụng vào sau lưng tà ma đồ câu đố, thuận thế đè ngã xuống đất. Câu đố tà ma đồ mặt úp xuống, nện trên mặt đất, co quắp hai cái, mất đi động tĩnh. Mission Complete, nhiệm vụ hoàn thành. Giọng nói của tìm mỗi lị đột nhiên vang lên trong mũ giáp của các kỵ sĩ mặt nạ. Nguyên bản còn muốn tiếp tục đi tìm câu đố tà ma đồ sơn danh nhân, dừng bước. Đánh giá chung quanh một chút, phát hiện một con câu đố tà ma đồ tung tích đều không có, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Sau đó kịp phản ứng, vội vàng lấy điện thoại di động nhận ra xem xét xếp hạng điểm tích lũy. Hạng 7, Khuyển Hoang Trong điện thoại di động của nhện chỉ hiển thị thứ hạng của sơn danh nhân. Sơn danh nhân buông di động nhện, thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, đuổi kịp rồi. tìm mổ lị xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Các vị tuyển thủ, vất vả cho các vị rồi, bây giờ tôi sẽ công bố bản xếp hạng cuối cùng. Một hình chiếu ảo xuất hiện trên không trung bên trái tìm mổ lị, mặt trên hiển thị số điểm tích lũy của mỗi người, từ cao đến thấp lần lượt là 50 linh đại trí, phù thế anh thọ, thanh thôn du giới, các sơn đại thành, giang giả hàng, hòa đa điền lương tử, sơn danh nhân, Đỗ sâm tinh. Thanh thôn du giới giải trừ biến thân, sau khi nhìn bản xếp hạng, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn các sơn đại thành vừa mới xuất hiện. Những người khác cũng giải trừ biến thân, đi tới, nhìn về phía hình chiếu giả định. Hòa đa điền lương tử kinh ngạc nói. Sao có thể? Cô bồ câu sao có thể là không điểm? Tì mỗi lị tiếc núi nói. Thật đáng tiếc nàng đã bị tà ma đồ đánh bại, bị loại. Thời gian đã đến vài phút trước. Đỗ sâm tinh thở hồng hộc nhìn năm con tà ma đồ câu đố trước mắt, hai tay rỗng tuyết, dao găm làm vũ khí chẳng biết đã mất từ lúc nào. Đáng chết, vận khí của tôi rốt cuộc là toán phi hay toán âu, lại có thể gặp lại ba con. Ngay vừa rồi, ba câu đố tà ma đồ đột nhiên xuất hiện, gia nhập chiến đấu, cùng trước đó ba câu đố tà ma đồ cùng nhau vây công nàng sau khi chu toàn một hồi lâu, nàng thật vất vả mới đánh bại một con trong đó. chỉ một con như vậy cũng đã tiêu hao không ít thể lực của nàng, thậm chí ngay cả vũ khí trụy thủ cũng bị tà ma đồ câu đố đánh rớt. các tà ma đồ bí ẩn xông lên, trường thương trong tay vừa đưa về phía trước, đâm về phía đông sâm tinh. đổ sâm tinh nhiên người né tránh trường thương của tà ma đồ, nhảy về phía sau hai lần, kéo dài khoảng cách với tà ma đồ. theo tình huống trước mắt mà nói đỗ sâm tinh đã sinh lòng thoái ý muốn chạy trốn tuy rằng năm con câu đố tà ma đồ điểm tích lũy rất mê người nhưng là cũng phải nàng có mệnh lấy mới được a à. năm con tà ma đồ nắm trường thương trong tay phát động xung phong về phía đông sâm tinh đỗ sâm tinh nâng tay trái lên ngăn cản một trường thương của tà ma đồ nhưng người lại tránh một trường thương của tà ma đồ một cây trường thương từ phía sau lý sâm tinh đánh úp lại bất ngờ không kịp đề phòng lý sâm tinh bị hung hăng bắn trúng lảo đảo một chút tà ma đồ nắm lấy cơ hội năm thanh trường thương đồng thời đâm về phía đông sâm tinh trực tiếp đánh bay đông sâm tinh ra ngoài đổ sâm tinh ngã trên mặt đất lăn hai vòng ông vết thương đứng dậy xoay người muốn chạy trốn tà ma đồ câu đố đuổi theo trường thương vung lên phía trước đánh vào chân lý sâm tinh vấp ngã lý sâm tinh những tà ma đồ còn lại vây quanh dùng sức đâm vào ổ cứng răng rắc một thanh âm trong trẻo của ai đi vỡ vùng vang lên Thời gian trở lại hiện tại Tìm mỗi lị ông máy tính bản Ông Nhu tuyên bố Như vậy, điểm thấp nhất trong vòng này chính là Inumaru Cậu sẽ bị loại ở vòng này Đồng tử sơn danh nhân lập tức phóng đại Trong mắt mất đi cao quan, lẩm bẩm không thể tin Làm sao có thể Ta rõ ràng cố gắng như vậy Tư làm sao bây giờ ta còn muốn cứu tư a à? sơn danh nhân lấy lại tinh thần cầu khẩn mấy người du giới thôn thanh làm ơn giúp tôi tôi không thể bị đào thải tư còn chờ tôi đi cứu hắn van cầu các người ai tới thay ta bị đào thải van cầu các ngươi sơn danh nhân quỳ trên mặt đất dập đầu trên mặt đất thanh âm run rẩy nói làm ơn làm ơn làm ơn tôi lần này tôi phải nắm chắc mới đúng. Cùng đa điền lương tử thần sắc có chút không đành lòng, miệng khẽ nhếch muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đúng là vẫn không nói gì. Phù thế anh thọ đi về phía trước hai bước, cao giọng nói. Mỗi người ở đây đều có nguyện vọng của mình phải thực hiện, đều là vì thực hiện nguyện vọng mới chiến đấu đến bây giờ. Bây giờ, ngươi lại yêu cầu bọn họ vì ngươi mà từ bỏ cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình, có phải ngươi quá tham lam hay không? Sơn danh nhân ngẩng đầu, há miệng muốn giải thích thanh thôn du giới lên tiếng trước chặn lời hắn lại không ai sẽ làm điều đó vì bạn tất cả chúng ta đều ích kỷ và dercy grand prix sẽ không cho phép điều đó trên mặt sơn danh nhân chảy xuống hai hàng nước mắt chậm rãi cúi đầu nắm chặt hai quyền dùng sức nện trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng lại tuyệt vọng a à, reti bị loại một đạo số liệu điện tử hiện lên mang đi sơn danh nhân không cam lòng hò hét Slee bước tới cúi xuống nhặt ổ đĩa trên mặt đất và thì thầm thật đáng tiếc hắn không có cơ hội trở thành kỵ sĩ mặt nạ nói xong tìm mỗi lị xoay người đối mặt với mọi người mỉm cười nói vòng đấu này kết thúc các vị tuyển thủ vòng sau gặp lại nói xong liền xoay người rời khỏi nơi này thanh thôn du giới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trời chiều màu quyết treo trên không trung ánh chiều tà chiếu xuống làm cho đường phố tăng thêm vài phần hoàng hôn Hôm nay trời chiều còn rất đẹp. Phù thế anh thọ đi tới bên cạnh thanh thôn du giới, nhẹ giọng nói. Từ, vô luận là mặt trời mọc hay mặt trời lặn, đều rất đẹp. Hòa đa điền lương tử ôn nhu đáp lại. Amura du súc không nói gì, chỉ lặng lặng hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng này. Hết chương này.